I'm rich. Hello everybody, welcome to HLVKT. Đấy, giỡn nữa, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HLVKT nha. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một con kho báu huyền thoại One Big, One B gì đó. Ừ, cái này là của bản tiếng Anh ha. Nhưng mà lúc đăng nhập vào nó có tiếng Việt nè, ta dễ. Đây là đăng ký. Hay là bản này của mình là tiếng Việt gì mình cũng không biết nữa. Rồi, giờ đăng ký Gmail. Các bạn muốn an toàn thì dùng Gmail gốc ha. Còn mình đây là không có Gmail gốc, mình xài Gmail thường, Gmail giả. Rồi, đây mật khẩu. Tùy các bạn muốn đặt gì đặt ha. Rồi, đăng ký thành công nè. Đó, ở đây là mấy cái event gì đó. Rồi, nói trước luôn là cái bản này vô là nó không có gì ngoài VIP 1 ha. Nói chung là bản này là bản cài cuốc nha. Nhưng mà cài cuốc được cái là nó nhiều tướng. Bạn nào muốn chơi thì cứ chơi ha. Nói chung thì nó dễ kiếm tướng hơn mấy con kia. Con này nó không có lợi thuộc vào cái vốn kim nguyên bảo, với lại nó có event hàng tuần nha các bạn. Còn con bản tiếng Trung thì nó không có event ha. Bạn muốn có tướng mới thì trừ khi là nó update vào shop thì chúng ta mới có, hoặc là nạp tiền. Còn đây thì có tiền với lại có kim cương là các bạn có thể có được cái tướng mới ha. Rồi, chút mình sẽ chỉ cho các bạn, hướng dẫn các bạn nhận Mihop luôn. Miho ha, mắc diều hâu á. Để mình hướng dẫn các bạn sơ qua về cái con game này cái. Rồi chút mình sẽ lấy một cái ạc khác vào hướng dẫn cho các bạn. Cái ạc đó mình chơi, nói chung tạo là tạo được 3 ngày nhưng mà chơi chắc được có 1 ngày à. Tại vì lúc đầu thấy nó phi cũng ít ha, chứ nó không có phi cái gì nhiều, nên không muốn chơi cho lắm. Nhưng sau đó thì thấy ok. Nhiều bạn nói thì dễ có tướng mà mình thấy cũng dễ có tướng thiệt. Cái tỷ lệ nạp nó cũng đỡ hơn bên kia. Chỉ có điều là cái này cài cuốc hơi bị lâu thôi. Nhưng nói chung thì mình giới thiệu cho các bạn là bản tiếng Anh và bản tiếng Trung thì hai bản nó đều giống nhau ở chỗ là chúng ta dễ có tướng. Các bạn bỏ từ 350, 400 trở lại, cao lắm là 400 quay đầu ha, là các bạn đã có được một con tướng 3 sao, 4 sao và 5 sao vậy rồi. Ờ, bạn nào không muốn mà nó chạy cái hướng dẫn nữa, các bạn cứ hót ra ha, là nó sẽ qua lượng cái phần này. Đó, ở đây là được 5 ngày là được cái tàu của Sexy Foxy nè. Đó, và cái con cáo á, tàu của nó được 100 mảnh đó. Ở đây là quà online, điểm danh ngày, điểm danh tháng. Sẽ có cái tàu của hải quân ha. Đó, tàu hải quân thì nhiều bạn nếu mà chơi bản en với lại bản tiếng Trung thì các bạn cũng biết là nó có búp giáp ha. Foxy thì làm chậm. Ở đây tất cả đều
nói chung là phải nạp tiền này nọ ha, nhưng mà mình sẽ đưa cho các bạn full mã code nha. Bạn đừng có mua mấy cái này ha, cái này 30 đô, 30 đô tương đương với 600 mấy, hơi chua. Này là tiêu phí nè, này tiêu phí chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn tiêu ha. Các bạn tiêu 10.000 kim cương là các bạn sẽ được cái con Miho nè, Miho Mihop gì đó. Đó. 3 sao ha. Còn full á, mỗi tầng là sẽ có event ngày chủ nhật, tiêu phí là được 30 kim cương sẽ được full 5 sao ha. Nghe là vậy. Đó. Còn tướng rồi đá này nọ. Hôm nay là được nhân 2 item gì nè. Đó. Đây là quà nạp nè. Các bạn nạp hôm nay thì để coi bao nhiêu được rau trắng. Chà, 1.000 kim cương, hơi phê ha. Đây, 1.000 kim cương sẽ được rau trắng. Đây là quà 3 ngày, quà mở server gì đó. Đây là mấy cái lâu lâu sẽ có fix code đồ ha. Là sẽ có mấy cái thẻ. Rồi sơ lược về cái server mới ha. Rồi nạp lần đầu thì sẽ được Zimbe 3 sao ha. Ít. Rồi tỷ lệ nạp mình nói luôn. Ở đây là điểm VIP. VIP thì các bạn sẽ cài ở đây ha. Đây điểm VIP nè. VIP Icep, kinh nghiệm VIP. Móc 50 là 10. Móc 100 là 20. Móc 150 là 30. Với móc 40. 40, lộn, móc 200 là 40. Tổng là một ngày kiếm được 100 điểm Icep ha. Cài nó lâu, nhưng mà nó được cái là các bạn có event tiêu phí, tích góp kim cương thì các bạn sẽ được tướng 5 sao này đó ha. Rồi đâu rồi, tỷ lệ nạp đâu rồi. Đây, tỷ lệ nạp 2 đô, 5 đô sẽ được 130 kim cương. Thẻ tháng thẻ này thẻ kia. Đây 5 đô nè. Là 50 kim cương, nó là 500 kim cương. Nạp vô 500 thì 1, 2 lên được VIP 0 lên VIP 1 nè, VIP 3 nè. Gần VIP 3 ha. Cộng với 1 ngày nữa là được VIP 3. VIP 4 1.000. VIP 5 là 2.000. 2.000 điểm. 2.000 điểm tương đương với 20 đô, 20 đô là 400.000. Hơi chua. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ăn code ha. Đây code nằm đây. Rồi các bạn bấm vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ nhập code. Thì mình sẽ để code ở phần miêu tả ha, cái link code ở dưới. Rồi bạn nào xài thì bấm vào đó xài ha. Rồi code này hết sử dụng. Mình sẽ để full những cái code mà mình biết ha. Còn nhập được hay không thì tùy các bạn. Đó, được 5 mảnh xe ra nè. Năm mảnh xe ra nữa nè. 5 mảnh Seiza nữa nè. Seiza gì đó. Đó, 300 kim cương, 300 điểm gì đó. 300 điểm thuyền chiến hay gì á. Rồi, 300 kim cương tiếp. Sáu trăm kim cương. Sáu trăm kim cương. Wow, honey, I'm a perfect ten. Wow, and if
năm mảnh Caesar nữa nè. Caesar gì đó. Hy vọng được nhiều ha. Năm mảnh nữa nè. Năm. Nãy thì nó bị một số lỗi kỹ thuật và văng ra ha. Rồi tiếp tục. Năm mảnh nữa nè. Năm mảnh nữa nè. Ô nhiều dữ ta. Năm mảnh nữa nè. Hồi nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Ô năm mảnh nữa nè. Không biết được full mảnh không ta. Năm mảnh nữa nè. Tiếp năm mảnh nè. Ô 300 kim cương. Đó, mừ hồng Sanji gì đó. Rồi bây giờ chúng ta vô coi đủ đủ cái mảnh của Caesar. Đâu rồi? Đây. Hình như thiếu mừ hồn. Ồ, thiếu ba hứ hoa mừ hồn nữa các bạn. Đó, Caesar nè. Caesar. Giọng cười chó má. Ồ, quên lên level cho nó. Tổng hồi nãy là được nè đó. 2000 điểm mấy, 2000 mấy. 2002 đó. Rồi làm mấy nhiệm vụ ha, có kinh nghiệm nè. Đó. Rồi vào đánh một trận cho các bạn xem ha. Có Caesar gì đó là đánh ngon lành liền. Đó nè. Rồi nhắc lại luôn là code mình sẽ để ở dưới ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào một cái ạc mình chơi và mình hướng dẫn các bạn là tiêu phí và lấy mắt diều hâu luôn nha. Rồi ok, vào ạc kia thôi. Rồi cũng là cái server 94 mới ha. Đây. Qua giờ nè. Qua giờ là xài được 2600. Với lại ở đây 8.300 là dư ha. Đó. Cũng có đội hình nè. Đó. Caesar mở thêm mấy thằng khác gì. Đây là shop nè. Giới thiệu sơ qua về shop nè. Tơ họ cái gì thuyền đó, đây là tướng Caesar gì đó. Khi mà có VIP 6 rồi thì các bạn hãy mua Ichi ha, Ichi nè đó. Ưu tiên mua con này nha, shop này thì ưu tiên mua con này. Đây là hình như là shop shop gui. Đây là shop gui tàu của Gáp nè. Đây là shop đảo trên trời ha. Đó, cái này thì theo mình á, theo bản thân mình ha, là mình chú trọng vào En với Marco với này nè, Silachu vậy nè. Đó. Rồi cái này thì 21 ngày mở server nó mới mở ra. Rồi nhiều bạn có thể là vào đây ha,
dùng điểm dùng kim cương, tiêu kim cương vào nhân 10 ha, cũng được. Đó. Không thì có thể bạn nào mà chơi lâu á, bạn muốn chơi lâu dài thì các bạn mở cái nào rồi. Theo mình thì mua cái này ha. Để mà khi mà các bạn đủ VIP hoặc là ấy thì các bạn mua Ichi ha. Hôm qua mình mới mua 1000 bên này. Nhưng mà mình suy nghĩ rồi, cái ạc này là ạc test thôi. Là mình sẽ mở cái này. Đó, mình nói rõ nha, ạc này là mình test cho các bạn nên mình sẽ mở nhân 10 nha, để tiêu cho nó lẹ. Hướng dẫn các bạn nhận mi hớp luôn. Rồi một lần nữa. Thấy không? Không có con tướng nào ngon trong này hết nha các bạn. Đó. Đây là những con tướng chúng ta có thể mở ở trong này nè. Đó. Không có con nào 3 sao đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái gì đây? À xài gì 60 gì ta lo vậy đó. Đội hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái rương. Mở. Rồi tới 6000 nè. Được 30 mảnh này. Lụm luôn. Rồi đây. Lụm luôn. Đây. Em nó đây. Mi hô ha. Đâu rồi. Bạn nào muốn mình làm về một cái video của con Miho thì hãy comment bên dưới ha. Đây con thuyền của mình. Đam rất là chát ha các bạn. Thì video lần trước hình như mình cũng có giới thiệu qua con Mi Hop rồi. Nó đam rất là chát chúa ha. Mình nhớ, đúng rồi, mình nhớ là mình đã có làm một cái video về Miho, Mi Hop rồi. Đó. Rồi nhắc lại một lần nữa là Picore code gì đó mình sẽ để phần mô tả dưới ha. Bạn nào chơi thì có thể tải về ha. Thì vào game thì nó sẽ free cho chúng ta là Miho và thằng Ga nè. Rồi còn lại là các bạn chỉ việc cài và tích lũy kim cương thôi nha. Nhớ là tích lũy kim cương nha các bạn, đừng có xài phung phí. Và hàng tuần vào chủ nhật là nó sẽ có tiêu kim cương ha. Đó, bạn nào để dành được thì cứ mỗi tuần mà xài. Ý hồi nãy hình như có hộp quà nữa. Để ra coi coi. Đây hộp quà. À hộp quà chọn tướng nè. Con nào cũng 80 mảnh không mà má ơi. Mà đây chúng ta chỉ có 6 hộp là thiếu 20 mảnh. Ôi nghỉ đi đừng có dụ. Đu ở đây được thuyền nè. Chơi chơi. Hình như con này tàu này là ngon nhất phải không ta. Để ra coi lại coi. Sao nhiều người khoái xài cái tàu này quá ta. Tàu của băng mặt trời nè. Cái gì của băng hải tặc người cá.
Ủa cái thuyền kia đâu ta? Hình như không có cái thuyền kia. Hay là nó chưa cho mà? À đây nè, đây nè. À cái này là phá giáp này nọ. Thôi lấy cái thuyền như người ta đi các bạn. Lấy cái thuyền như người ta đi. Đừng có chơi khác ngừ quá. Rồi, phi cho chúng ta một cái thuyền nữa ha. Đó. Đó, có thuyền chơi rồi. Oh yeah. Rồi, vào đây đổi chiếc thuyền nào. Thuyền đâu rồi? Đẹp mắt liền ha. Các bạn có thể tích kim cương bằng cách vào đây ha. Bây giờ chúng ta có lại 1.600 rồi. Đây, hồi nãy chúng ta tiêu là 10.200 kim cương ha. Rồi, nếu mà trong 4 ngày nữa mà tích được khoảng 10.000 nữa là dứt luôn nè. Đó, lụm luôn 100 hồn nữa. Chứ hai cái thuyền. Đó, rồi. Ngon quá, để vô test cái thuyền cái coi. Làm một trận nữa test cái thuyền coi. Ô, thuyền búp lẹ người ta mới vô búp rồi. Cái thuyền này ngon nè các bạn. Rồi, video tới đây thôi ha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Nhớ like và comment cho mình biết ý kiến nha các bạn. Ý kiến là tập sau chúng ta nên làm về cái gì ha. Rồi, bây giờ mình kết thúc cái series cái gì One Piece vua hải tặc gì đây nè. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.